tính tính làm mạng đặt mạng đây hả? Làm tới đây thôi, còn cái miếng cuối là chán thì nó chứ không học vào đó. Nhưng mà làm chắc biết là đây là hay được mà. Em cho em gặp cái bóng nó tắt nó nữa, nó sẽ làm mạng cái cũng nằm ở đây được, chứ nằm vô là hết. Đúng rồi. À, chúng ta làm cho cái mét được. Đúng rồi. Hay lô hay sao? Lô quá hả? Tối ban ngày thì kéo ra ban đêm thì kéo ra ngủ. Bà bán. Bây giờ các bác cái này nếu mà che cái rèm nó đẹp mà che nó thừa quá. Vậy đi. Đó ngay chân đây đúng rồi đó. Bừa phần. Đó thì đó là bị dướng đó. Em sẽ ôm cái cây nằm đây thôi nè. Em bắt rèm đây thôi nè đó. Đó nó cũng dướng thôi chứ gì vậy. Giống như là chú có chị gieo rèm rồi cái rèm nó sẽ xuống ở đây. Lại đây coi như bằng nhà ở nhà kiểu họp luôn nhìn nhận đó out.